Chào các bạn, trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu khoen dùng để trang trí cho sản phẩm như thế này. Mẫu khoen này các bạn có thể sử dụng để làm móc gắn chìa khóa, hoặc là trang trí lên túi xách, hoặc là những cái phụ kiện khác ha, đều được. Ở đây mình có móc thêm các cái họa tiết trang trí lên khoen nè, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lần lượt từng mẫu ha. Để làm mẫu khoen này, mình sử dụng len miêu cốt tông cuộn 125g, sợi len dày tầm khoảng 1.75-2mm. Và kim móc mình dùng là kim móc hai đầu, mình dùng đầu 2mm nè. Đầu kim nó sẽ gần bằng sợi len ha. Các bạn có thể so sánh cho mình đầu kim với sợi len là chính xác nhất. Ngoài ra còn có kéo cắt len. Các phụ kiện trang trí như là quay chuông nè, hoặc là một số cái phụ kiện nhỏ. Và dụng cụ không thể thiếu là những cái chiếc khoen nhỏ như thế này ha. Các bạn có thể sử dụng các cái khoen nhựa hoặc là khoen sắt đều được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng mẫu. Đầu tiên tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Kéo dài sợi len ra ha, cho cái phần nút của mình nó được rộng hơn nè. Sau đó đưa cái phần khoen lên, đâm kim vào cái khoảng trống của khoen. Kéo nút mình vừa tạo qua khoảng trống. Giữ nguyên vị trí này ha, móc lên một mũi móc xích. Được cái mũi móc đầu tiên này rồi, các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái khoảng trống phần khoen này nè, móc luôn vào cái thân khoen này. Số mũi móc xích làm sao cho phần thân khoen của mình nó kín là được. Khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Ta sẽ kéo các cái mũi móc này cho nó khít lại, cho cái phần khoen của mình nó không có lộ ra bên ngoài nữa ha. Và cứ móc cho mình các cái mũi móc đơn cho đến khi cái phần khoen này nó được kín hết. Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho kín cái phần khoen rồi ha. Đây, canh chỉnh cho mình các cái mũi móc cho kín cái phần thân khoen. Thì kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Móc lên một xích. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được một phần thân khoen như thế này ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần trang trí ở bên ngoài. Mẫu đầu tiên sẽ là mẫu hai lớp viền như thế này. Thì để móc cái mẫu hai lớp viền này, móc lên cho mình hai mũi xích. Các bạn sẽ để ý cho mình nè, ở mỗi cái mũi móc đơn mình sẽ có hai cái đường móc. Đây, mỗi chân móc mình có hai cái đường móc phía trong và phía ngoài nè. Thì bây giờ mình sẽ viền cái đường móc ở phía ngoài trước ha. Ta đâm kim vào cái chân móc phía ngoài của cái mũi mà mình vừa móc mũi dời á. Đây là chân phía ngoài của nó nè. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn và cũng đâm kim vào chân ở phía ngoài ha. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Sau khi đã có được 3 mũi kép đơn vào 3 chân móc liên tiếp thì móc lên 2 mũi xích và ta sẽ đâm kim vào chân kế tiếp, cũng đâm kim vào chân bên ngoài ha, móc vào một mũi dời để mình kết thúc họa tiết đầu tiên. Từ đây để tiếp tục móc họa tiết thứ hai, móc lên cho mình 2 mũi xích. Tiếp tục đâm kim vào 3 chân liên tiếp nhau, mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn
và tất cả đều đâm kim vào chân bên ngoài ha. Mũi thứ nhất nè, tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba. Có được 3 mũi kép đơn vào 3 chân liên tiếp rồi, móc lên 2 mũi xích. Đâm kim vào chân kế tiếp, móc 1 mũi dời. Ta hoàn tất được họa tiết thứ hai nè. Từ đây các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối ha. Tạo các cái họa tiết như thế này. Lên 2 xích. Đâm kim vào 3 chân liên tiếp, mỗi chân là 1 mũi kép đơn. Đều đâm kim vào chân ở bên ngoài ha. 1 2 3. Có được 3 mũi kép đơn rồi, lên 2 xích và móc vào chân kế tiếp 1 mũi dời. Lên 2 xích và tiếp tục móc tương tự cho đến cuối vòng ha. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì cuối vòng này các bạn cũng tiếp tục đâm kim cho mình vào cái chân móc mà mình bắt đầu móc của họa tiết đầu tiên á, là cái chân của mũi dời kết thúc nè. Móc vào đó 1 mũi dời. Từ đây móc lên 1 dây móc xích để mình tạo cái độ rộng và tạo khoảng trống để mình có thể móc vào cái họa tiết trang trí của mình ha. Ở đây mình sẽ móc lên 20 mũi móc xích. Sau khi đã móc được sợi dây móc xích dài như thế này rồi, gấp đôi lại mình sẽ có cái khoảng trống để mình luồn vào họa tiết trang trí ha. Đâm kim vào chân móc mà mình vừa móc mũi dời kết thúc đó, móc tiếp vào đó 1 mũi dời. Sau đó kéo dài sợi len và cắt len. Dùng kim đầu nhỏ đâm kim cho mình vào chân móc mà mình vừa móc mũi dời kết thúc đó, kéo sợi len ra phía sau. Giấu sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được lớp đầu tiên của thân khoen nè. Khi mình móc vào cái chân bên ngoài rồi thì còn cái chân bên trong nó sẽ tạo ra một đường móc như thế này, thì mình sẽ móc cái lớp bên trong ha. Chân đầu tiên của nó sẽ là cái chân xác cái sợi dây móc xích đi lên nè. Đây là cái chân đầu tiên ha. Ta sẽ bắt đầu móc cái lớp thứ hai ở bên trong vào cái chân này trước. Gấp cho mình lớp đầu tiên xuống thì nó sẽ lộ ra các cái đường móc như thế này. Sử dụng cho mình một màu len khác để mình móc lớp bên trong. Kéo sợi len qua chân móc. Ở lớp bên trong các bạn móc lên 3 mũi xích. Ta sẽ bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp 1 mũi dời ha. Tiếp tục móc lên 3 xích. Bỏ qua chân kế bên, móc vào chân kế tiếp 1 mũi dời. Lên 3 xích. Bỏ qua chân kế bên, móc vào chân kế tiếp 1 mũi dời. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng thì mình sẽ có được lớp thứ hai ha. Lên 3 xích. Bỏ qua một chân, móc vào chân kế bên 1 mũi dời. Lên 3 xích và móc tương tự. Ta có lớp thứ hai nè. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì lớp thứ hai này mình sẽ đâm kim vào cái chân móc mà mình bắt đầu móc của cái sợi dây xích á, móc vào đó 1 mũi dời. Kéo và cắt len. Cũng đâm kim từ phía sau ra phía trước vào chân móc mà mình vừa móc mũi dời đó, kéo sợi len ra phía sau.
Ở sợi len màu vàng này giấu cho mình vào trong các cái mũi móc ở cái phần thân của khuyên nè, để cho mình không có bị lộ cái phần cái chỉ màu ra ha. Ta hoàn tất được lớp thứ hai. Và để cho cái vân khuyên của mình nó có điểm nhấn hơn á, thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một màu len trắng và mình sẽ viền lại toàn bộ cái phần thân khuyên này. Đâm kim vào chân đầu tiên mình móc nè, kéo sợi len qua, sau đó lần lượt móc vào các cái chân móc ở đây. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi dời vào mỗi chân ha. Tức là sẽ vào các cái chân móc mũi đơn của phần thân khuyên mà mình móc ban đầu á. Ta sẽ có được lớp viền bên trong như thế này. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ha. Sau khi móc đến hết vòng thì chân cuối cùng mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên mà mình móc luôn. Móc vào đó một mũi dời, sau đó kéo và cắt len. Cũng kéo cho mình sợi len thừa từ phía trước ra phía sau nè. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được phần thân khuyên. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần nơ để trang trí cho phần thân khuyên. Mình sẽ dùng màu đỏ để móc nơ ha. Tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Móc vào vòng tròn mình vừa tạo đó 3 mũi kép đơn liên tiếp với nhau ha. Kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai, mũi kép đơn thứ ba. Có được 3 mũi kép đơn liên tiếp rồi, móc lên 3 mũi xích. Đâm kim vào cái vòng tròn mình tạo đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên 3 xích. Tiếp tục đâm kim vào vòng tròn ta vừa tạo đó, 3 mũi kép đơn. 1 2 3. Được 3 mũi kép đơn rồi, lên 3 xích và tiếp tục đâm kim vào cái khoảng trống này, móc một mũi dời. Lên một xích, kéo và cắt len. Cắt cho mình một đoạn len dài ha. Guốc thật mạnh vào hai đầu. Hai sợi len ở phía dưới á, các bạn sẽ tiến hành quấn cho mình ngược vòng ha. Một sợi quấn đầu này thì một sợi sẽ quấn đầu kia nè. Sau đó lật ngược phía sau của cái phần thân nơ và mình sẽ cột guốc ở phía sau lại. Giấu sợi len thừa ra phía sau mũi móc ha, thì mình sẽ hoàn tất được thân nơ nè. Khi đã giấu được hoàn tất sợi len thừa của thân lục lạc và trang trí nơ cũng như là lục lạc thì mình sẽ hoàn tất một mẫu khuyên để trang trí như thế này. Mẫu thứ hai mình muốn hướng dẫn là mẫu có cái cánh hoa xếp lớp ở bên ngoài như thế này. Thì mẫu này cái vòng tròn bên trong khuyên các bạn cũng móc tương tự giống như cái vòng tròn mà mình vừa tạo. Sau đó cánh hoa thì móc lên 2 mũi xích. Để tạo được những cánh hoa xếp lớp thì móc vào chân mà mình vừa móc mũi dời đó, móc tiếp một mũi kép đơn. Được một mũi kép đơn rồi, lên 2 xích và di chuyển kim đến chân móc kế bên, móc vào đó một mũi dời. Ta sẽ có được cánh đầu tiên như thế này ha. Từ đây tiếp tục móc lên 2 xích. Đâm kim vào chân mình vừa móc mũi dời đó, móc một mũi kép đơn. Lên 2 xích. Di chuyển kim đến chân kế bên, móc một mũi dời. Ta hoàn tất được cánh thứ hai nè. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng này. Cứ mỗi cánh hoa ta lên 2 xích. Chân mình vừa móc mũi dời đó, móc một mũi kép đơn. Và chân ta vừa móc mũi dời ha. Mũi kép đơn thì luôn luôn móc vào cái chân ta vừa móc mũi dời đó. Và kết thúc thì cứ lên 2 xích và đâm kim vào chân kế bên, móc một mũi dời để mình kết thúc cánh hoa ha.
móc tương tự cho đến hết vòng nè. Khi đã móc hoàn tất các cái cánh hoa thì cánh hoa của mình nó sẽ như thế này ha. Các bạn sẽ dùng tay bẻ cho mình các cái cánh hoa cho nó xếp lớp vào nhau nè. Đây, bẻ cho cánh hoa nằm ngang thì nó sẽ xếp lớp với nhau ha. Kết thúc các cái cánh hoa thì mình cũng móc lên một dây móc xích, sau đó kết thúc bằng mũi dời, và trang trí thì mình sẽ có thân khoen như thế này. Mẫu thứ ba mình muốn hướng dẫn là mẫu hoa mặt trời. Đây thì có các cái cánh hoa như thế này ha. Mẫu này thì các bạn cũng tạo cho mình các cái mũi đơn xung quanh cái khoen, sau đó mình sẽ móc cánh hoa. Thì để tạo cánh hoa nè, chân móc đầu tiên ta sẽ móc vào đó một mũi móc đơn và một mũi nửa kép ha. Đây, chân đầu tiên nè, một mũi móc đơn và một mũi nửa kép vào cùng chân móc. Khi chân đầu tiên đã có được hai mũi rồi ha, chân thứ hai mình cũng móc hai mũi vào đó, các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn và tiếp tục làm một mũi kép đôi. Ta lấy len hai lần lên kim, đâm kim vào cùng chân móc mình móc mũi kép đơn đó, kéo len qua chân móc. Trên kim của mình sẽ có bốn đường móc ha, lần lượt kéo len qua hai chân móc trên kim cho đến hết. Qua hai chân lần thứ nhất nè, qua hai chân lần thứ hai và qua hai chân lần thứ ba. Lúc này các cánh hoa của mình nó sẽ tạo ra được cái độ cao như thế này. Từ đây móc lên ba mũi xích và đâm kim vào cái chân móc của mũi kép đôi á. Đây là chân của mũi kép đôi nè, móc vào đó cho mình một mũi dời. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến chân móc kế bên và mình sẽ giảm cái độ cao của cánh hoa lại. Các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi kép đôi. Và tiếp tục làm một mũi kép đơn vào cùng chân móc đó ha. Được hai mũi rồi, chân kế bên tiếp tục móc hai mũi, một mũi nửa kép nè và một mũi móc đơn vào cùng chân móc. Ta có được thân cánh hoa như thế này. Kết thúc cánh hoa này thì đâm kim vào chân kế bên móc một mũi dời để mình kết thúc ha. Sau đó tiếp tục tạo một cánh hoa tương tự như cái cánh hoa này, sẽ di chuyển vào bốn chân liên tiếp với nhau và tạo ra các cái cánh hoa cho đến hết vòng. Thì mình sẽ hoàn tất được cái mẫu khoen trang trí hình hoa mặt trời như thế này ha. Tương tự giống như hai cái thân khoen mà mình vừa hướng dẫn thì mình cũng có một thân khoen hình thú nè, hình chuột Mickey. Thì cái phần thân khoen này các bạn sẽ móc cho mình cái phần viền tương tự giống như cái phần viền đầu tiên mà mình móc ở đây. Sau đó mình sẽ móc tai riêng ha và dùng kem nến hoặc kim khâu đến cố định. Ta sẽ hoàn tất được một mẫu khoen hình thú như thế này. Các bạn có thể trang trí thêm nhiều họa tiết khác nhau cho thân khoen của mình thêm xinh xắn ha. Chúc các bạn thành công!